Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 186 Lợi dụng khi người ta gặp khó khăn. Xử lý vụng về thế nào cũng có đồn lung tung bay tới chỗ của chu lão phu nhân. Thôi thì cứ thoải mái mở cửa ra, để nha hoàn bà từ vào thu dọn vẫn hơn. Lâm gì mở vung nồi, bỏ thịt đã băm sẵn vào, sau đó lại cho thêm chút muối. Quận vương gia thích ăn hạnh đào, ta thả vào một ít nhé. Chu thập cửu nhìn Lâm Di bận rộn, khẽ gật đầu, ừm. Lâm Di thả dụng cụ trong tay xuống, ra mở cửa gọi quất hồng vào, bảo nữ đầu bếp vào nấu nốt nồi cháo. Vừa nói nàng vừa đánh mắt về phía nhà bếp, vừa rồi ta bất cần làm lửa dây sang mép váy. Còn khiến quận vương gia bị ướt nữa, gọi Bạch Thước chuẩn bị y phục sạch để chúng ta trở về phòng thay. Quất Hồng mở to hai mắt, cả buổi sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng xua tiểu nha hoàn trở về báo tin. Sau khi thay y phục xong, hai người ngồi xuống, nhà bếp cũng đã bung cháo lên, Lâm Di đưa cho Chu Thập Cửu quận vương ra nếm thử xem có phải là mùi vị lúc nhỏ từng ăn không. Cháo trẻ con ăn đều được nấu theo kiểu này, mùi vị tương tự nhau, mặn mặn rất dễ ăn, ăn mà không chú ý thì có thể ăn rất nhiều. Một chén cháo không có gì đặc biệt và ít rau dưa ăn kèm, ngay cả nữ đầu bếp cũng cảm thấy đơn sơ quá mức, liên tục hỏi cũng ma ma, như thể có được hay không? Đây là lần đầu tiên bà làm bữa cơm mộc mạc dương này đấy, huống chi phần lớn đều do quận Vương Phi tự tay làm. Một chén cháo bình thường, ấy vậy mà có người tại không chê. Để dỗ trẻ con, cháo thường được đựng trong chén sứ nhỏ, rắc thêm ít hành lá xanh nhạt, làm nổi bật hạt gạo trắng ngần, trông đẹp mà ăn cũng ẩm bụng. Thật sự khiến người ta phải nhớ lại lúc còn bé. Chu thập cửu vừa ăn cháo vừa nhìn Lâm Di, Lâm Di cũng đang từ tốn ăn từng muỗng nhỏ một. Khi còn bé chàng là một đứa trẻ được nuông chiều thành hư, trước khi gia đình gặp chuyện không may, chàng hay khóc ăn vả, chỉ cần khóc là có thể lấy được thứ mình muốn, nghe huynh đệ tỉ muội dòng họ nói mình xấu là chàng khóc bị chê đần chàng cũng khóc. Mỗi lần như vậy chàng đều siết chặt tay mẫu thân, nghe mẫu thân an ủi rằng sẽ không sao, lớn lên sẽ ổn thôi. Cũng bởi vì được cưng chiều quá mức, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, nên tuy chàng không có mặt nào xuất sắc, cha mẹ vẫn nói rằng như vậy rất tốt, có thể sống bình an cả đời. Trong tổn thất rất nhiều người biết tiểu thập cửu nhà khang quận vương là một đứa trẻ bình thường, chỉ có cha mẹ chàng là vẫn thương chàng chưa từng ghét bỏ phụ thân từng bộc lộ nỗi lo âu con trai như vậy tương lai sẽ không được tông tộc coi trọng mẫu thân liền nhẹ nhàng nói với ông rằng tìm được một người không chê con thì con sẽ hạnh phúc thôi chỉ cần có một người như vậy bất kể con khóc hay cười con thông minh hay bình thường chỉ cần người đó không chê một lòng ở bên cạnh con là được khi đó chẳng nghe không hiểu cho rằng thì ra muốn được hạnh phúc lại đơn giản như vậy. Chuyện đã rất lâu không nhớ tới, hôm nay lại bị một chén cháo khơi gợi lại, so với những lần trước, lần này rõ ràng hơn hẳn, tựa như đang ở trước mắt vậy. Cơm nước xong, ngày bên Thái Y Viện đến thăm mạch cho Lâm Di. Lâm Di biết đây chỉ là cảm gió nhẹ mà thôi, ngụy bắt mạch xong cũng chỉ kê đơn thuốc đẩy gió giải nhiệt, chu thập cửu nhanh chóng sai bạch thược đi lấy thuốc, ngày còn không quên giận dò Lâm Di khoảng thời gian này trong kinh có khá nhiều người ngã bệnh, quận Vương Phi phải điều dưỡng thật tốt. Ngày vừa đi, thân ma ma liền đến tìm hiểu tin tức, còn chủ động mỏ ý. Lão phu nhân nói trong phủ có nhiều hạ nhân bị bệnh, nên để nô tỳ đến hầu hạ quận Vương Phi. Đối phương đã nói vậy, Lâm gì cũng không tiện từ chối. Ngã bệnh là chuyện lớn, không thể để lây cho chu thập cửu, bằng không nàng sẽ bị quy tội làm dở giang chính sự, rõ ràng chu lão phu nhân muốn lấy tư cách trưởng bối tới nhắc nhở nàng đây mà. Chẳng qua với loại chuyện này, nàng đương nhiên biết nên làm thế nào, cho dù thân ma ma không tới, nàng cũng sẽ chuyển chăn đệm của chu thập cửu sang thư phòng. Sắp xếp cho chu thập cửu chuyển vào thư phòng xong, lâm di mới nằm xuống nghỉ ngơi. Trước giờ ngủ, thân ma bung canh nóng tới cho lâm di, quận vương phi nếm thử tay nghề của nô tỳ đi, nhân lúc còn nóng uống rồi đắp kín chăn, nếu có thể đổ mồ hôi bệnh sẽ mau khỏi hơn lâm di mỉm cười gật đầu với thân ma ma làm phiền ma ma rồi thân ma ma tươi cười đáp chỉ cần quân vương phi không chê nô tỷ là được thân ma ma là thân tín chu lão phu nhân đưa từ nhà mẹ đẻ đến ngày thường cực kỳ được chu lão phu nhân tín nhiệm cả chu đại thái thái chân thị lẫn chu nhị thái thái quách thị đều phải khách khí với bà ta mấy phần đến chỗ này của lâm di đãi ngộ bà ta nhận được đương nhiên vẫn không đổi. Thân ma ma tự tay đắp kín chăn cho lâm di, lão thái thái bên thân gia ngã bệnh, cả phủ quận vương lại đều dựa vào một mình quận vương phi, quận vương phi lao lực nên mới bị bệnh đấy. Ngày mai nô tỳ sẽ tới sớm hầu hạ quận vương gia vào chiều, quận vương phi cứ yên tâm nghi ngờ. Cho dù là vì nàng bệnh, nhưng thân ma ma thế này cũng ân cần quá mức. Chù lão phu nhân im hơi lặng tiếng được mấy ngày, rốt cuộc nhân lúc nàng bệnh lại dục dịch rồi. Thật sự là không từ bất kỳ cơ hội nào mà. Lâm Di mỉm cười với thân ma ma, vậy đành làm phiền ma ma. Uống thuốc xong Lâm Di nằm xuống, bảo Quất Hồng lấy y phục chu thập cửu sẽ mặc ngày mai cho mình xem qua một lần rồi mới thổi đèn nghỉ ngơi. Ngủ tới nửa đêm, nàng bắt đầu thấy người nhức mỏi dữ dội, cố chịu đựng ngủ tiếp, sáng hôm sau thì ngay cả lòng bàn tay cũng thấy nóng hôi hồi một ngọn đèn chiếu nơi đỉnh đầu tay lâm di được một bàn tay lành lạnh nắm lấy sau đó thân ma ma đỡ nàng dậy một chén thuốc được đưa đến trước mặt bên tai nàng truyền đến giọng của chu thập cản uống thuốc xong rồi ngủ tiếp em sốt cao lắm lâm di nhẹ gật đầu uống một hơi cạn chén thuốc đến khi tại tỉnh dậy thì người đã bớt nóng được một chút bạch thược đang ngồi một bên theo thùa nhìn thấy nàng mở mắt liền đi tới hỏi quận vương phi cảm thấy thế nào có đỡ hơn chút nào không? Lâm Di gật đầu, giọng khàn khàn, giờ nào rồi? Trong phủ có chuyện gì không? Đã chưa rồi à? Bạch thược nhỏ giọng đáp, đại thái thái và nhị thái thái tới thăm quận Vương Phi, đều đang ở bên tam tiến viện à? Nàng ngủ câu vậy sao? Bạch thược đỡ Lâm Di dậy, vừa rồi nô tỳ nghe thấy đại thái thái nói tới chuyện ruộng đất, dường như có liên quan tới trần gia đại lão gia cũng vì chuyện này mà bị trưởng bối bên tôn thất gọi tới gian dậy. Ruộng đất của Trần Gia, sao tại liên tụy đến vợ chồng Chu Nguyễn Cảnh chứ? Lâm Di Cao mày suy nghĩ, bọn họ còn nói gì khác không? Bạch Thược kể tiếp, Đại Thái Thái chưa nói hết thi nhị Thái Thái sợ quấy nhiễu giấc ngủ của quận Vương Phi, cho nên tôi kéo Đại Thái Thái sang phòng của Lão Phu Nhân. Nói nửa câu giữ nửa câu, rõ ràng có ý muốn làm nàng sốt ruột. Lâm Di mỉm cười, khua chiêng gióng trống như thế, còn gì khác ngoài muốn nói cho nàng biết rằng bọn họ không muốn để nàng yên tâm dưỡng bệnh đầu. Thể nàng xin phép không để nhà họ được như ý vậy. Chương 187: Thăm viếng. Lâm Di đứng dậy mặc quần áo, cũng bảo Bạch Thượng mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Bạch Thượng do dự đi gọi cùng mama. Cùng mama không nhịn được mà thuyết phục nàng, quận vương phi nằm nghỉ thêm mấy ngày cũng không ai nói gì đâu à. Lâm Di mỉm cười, ta không sao, đã hết sốt rồi. Ngủ một giấc ngon, người liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Rửa mặt xong xuôi, Lâm Di thoa thêm ít son cho tươi tắn hơn, sau đó lại để quất hồng dùng một cây châm đồng trắng men cổ định mái tóc dài đường nhánh của mình thành búi. Lâm Di nhìn bóng bạch thược đứng sau lưng mình trong gương, hỏi, nhà bếp đã làm xong bánh nếp gói lá tía tô chưa? Bạch Thược đáp, nô tỳ mới đi xem, gần xong rồi à, chỉ chờ hấp chín là có thể đưa sang chỗ lão phu nhân. Trong kinh vào tháng nóng nhất hè, người già thường thích ăn bánh nếp gói lá tía tô, nếu chu lão thái gia và chu lão phu nhân đã dọn vào phủ quận vương ở, vậy nàng sẽ theo phép tôn kính trưởng bối. Muốn không bị người bắt bẻ thì trước tiên phải chu toàn nghĩa vụ của mình trước. Dặn dò xong, Lâm Di bảo Bạch Thược gọi thân ma ma đến, lâm di cười nói ta còn bệnh sợ lây cho lão thái gia và lão phu nhân nên đã mời nhà bếp nhỏ nấu riêng đành phiền cùng ma ma và thần ma ma trông nom đầu bếp bên bếp chính vậy thần ma ma hơi kinh ngạc không ngờ quận vương phi sẽ giao việc quản bếp chính lại cho mình nếu đã là người một nhà quận vương phi là nàng bệnh mà vẫn quản chặt nhà bếp không buông ngộ nhỡ có chỗ nào không thỏa đáng thế nào chu lão phu nhân cũng đánh tiếng bản thân lơ là cho mà xem Lâm Di nói tiếp, sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, phải chuẩn bị cúng tổ tiên, ta mà không bị bệnh thì đã đến tìm lão phu nhân bàn bạc. Nói tới đây nàng quay sang nhìn thân mama, giờ có thân mama ở đây, đỡ cho ta phải đi một chuyến. Tết Trung Nguyên chính là ngày xá tội vong nhân dằm tháng, cũng là ngày lễ Vu Lan lễ báo hiếu. Muốn bà ta giúp đỡ cả việc chuẩn bị đón Tết Trung Nguyên. Thân mama càng ngỡ ngàng, từ ban đầu chỉ sang hỏi thăm tin tức đến giờ là giúp đỡ. Trước đó bà ta đã chuẩn bị tinh thần bị lạnh nhạt, ai ngờ quận Vương Phi không hề có cử chỉ xa cách nào. Sau khi quận Vương Phi gả vào, vốn là người bên cạnh lão phu nhân, bà ta nhìn rõ tất cả chuyện xảy ra trong phủ. Vị quân Vương Phi này quá thông minh, tầm nhìn sắc sảo không để lọt nửa hạt cát. Qua một thời gian tiếp xúc, ấn tượng của bà ta dành quận Vương Phi dần thay đổi. Quận Vương Phi chẳng những thông minh mà còn cực kỳ cứng cỏi, mới tối qua còn sốt cao mà sáng nay đã ăn mặc trinh tế ngồi bên giường sắp xếp việc bếp núc trong phủ. Theo lý thì tiểu cô nương tuổi này đều vô cùng mềm yếu, với thân phận hiện có, quận Vương Phi có nhân lúc bệnh nằm lì trong phòng mấy ngày cũng bình thường. Bụng nghĩ vậy, nhưng nhìn thấy bàn tay cầm chén trà của Lâm Di hơi run, biết nàng vẫn còn yêu nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, thân ma ma không khỏi khâm phục. Quận Vương phi yên tâm, cùng mama cười nói, có thân mama giúp đỡ, Tết Trung Nguyên sẽ được chuẩn bị đâu vào đó thôi. Lâm Di nói, đây là lễ báo hiệu đầu tiên từ khi ta gả vào phủ, không xử lý chu đáo sẽ bị người ta chê cười, có hai mama giúp đỡ, ta cũng yên lòng phần nào. Mặc dù không biết đối phương có ý gì, nhưng bây giờ thoái thác thì chẳng khác nào tự bê đá đập chân, thừa nhận mình đã sai lầm khi chạy tới đây. Thân mama đánh gật đầu, quận vương phi đã tin tưởng nô tỳ nô tỳ đương nhiên sẽ tận tâm tận lực lâm di mỉm cười ta có viết một đơn thuốc ngừa bệnh cầm đi sắc rồi cho tất cả người trong phủ uống để đừng bị lây phiền mama lo liệu bên phía lão phu nhân chuyển hết hạ nhân ngã bệnh ra dãy nhà sau để điều dưỡng nói tới đây cổ họng nàng bắt đầu ngừa lâm di lấy khăn che miệng ho khan mấy tiếng cùng mama bước lên rót nước cho nàng uống thấy nàng không còn sai bảo gì khác, thân ma ma nhún người hành lễ rồi lui xuống đi sắp xếp công việc. Thân ma ma đi rồi, cùng ma ma mới nhỏ giọng hỏi, để thân ma ma giúp đỡ có ổn không ạ? Lầm Lâm Di nhấp một hớp trà, Tết Trung Nguyên đã cận kề rồi, người trong tộc sẽ tụ hợp với nhau. Chẳng lẽ muốn người trong tộc nhìn thấy bên chúng ta phân chia rạch ròi với thúc thầm ở cùng phủ sao? Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng ta không thật lòng phụng dưỡng thúc thầm. Chưa kể, cho dù không cho người của chu lão phu nhân giúp đỡ chuyện tốt xấu gì trong phủ vẫn tới tại chu lão phu nhân thôi nàng đã gả vào chu gia đương nhiên phải hiếu thảo với trưởng bối chu gia khang quận vương có hòa thuận với nhà chu lão phu nhân không là một chuyện nàng có phụng dưỡng trưởng bối chu đáo hay không lại là chuyện khác trước tiên nàng phải hiểu mình đã là một phần của chu gia nếu coi mình là người ngoài thì sẽ vĩnh viễn bị bài xích dẫu nàng có lý các thành viên trong tổn thất vẫn sẽ đứng về phía chu lão phu nhân. Đầu đá trong nội trạch ấy là, muốn thắng phải đấm vừa xoa, kiên quyết nắm chặt quyền quản gia trong phủ, tỏ ra mềm yếu cũng chỉ để lấy lòng người khác. Bước đầu tiên nàng đã làm được, bước kế tiếp phải từ từ. Hai chủ tớ vừa nói tới đây, chu đại thái thái chân thị và chu nhị thái thái quách thị cùng tiến vào viện. Lâm Di bảo Bạch Thược mang ghế lót đệm gấm ra mời chân thị và quách thị ngồi. Lâm Di bị bệnh nên ba người chỉ tán dóc vài câu, rồi chân thị bỗng nhắc đến phu quân của Lâm Huyền, không khôi ngô bằng lúc trước, da rẻ cũng sạm đi, nhưng vẫn đi lại được là tốt rồi, lúc ta đưa toàn ca sang thăm ta chẳng dám nói gì nhiều. Quách thị nhớ lại tình hình lúc đó, cũng cúi đầu cười khẽ, chứ còn gì nữa. Mỗi ấy nha, chân thị nói, phải dưỡng mình thật tốt không thấy ai đó im hơi lặng tiếng có tin vui sao lâm di thuận theo ánh mắt chân thị nhìn sang quách thị quách thị đỏ mặt đại tẩu lại trêu ghẹo ta nữa lâm di cười hỏi nhị tẩu có mang à quách thị gật đầu vốn định sớm nói cho mọi người hay nhưng vì lần trước ta sợ mẫu thân mừng hụt lâm di cũng nghe nói quách thị từng bị sẩy thai mắt chân thị hấp hái, nhị đệ muội phải cảm ơn vợ nguyên quảng đấy Chuyện này liên quan gì tới Lâm Nguyền, Quách Thị nhìn Lâm Di, bụng ta mãi không có động tĩnh, nghe người ta nói nếu nhờ thai phụ cần bầu quốc đầu năm đi mua hộ một con búp bê để giấu dưới gối thì sẽ có tin vui, cho nên ta đã mời vợ Nguyên Quảng giúp đỡ, không ngờ lại có mang thật. Nói vậy Quách Thị có thể hoài thai là nhờ hưởng lây phúc khí của Lâm Nguyền, đương nhiên Quách Thị phải cảm tạ Lâm Nguyền từ tí rồi. Một chuyện nhỏ cũng đủ làm quan hệ hai nhà thân thiết hơn xem ra từ đây về sau phu nhân trần quốc công sẽ thường xuyên lui tới và lâm nguyền lại lập thêm công cho tôn thất hôm tết trung nguyên thế nào lâm Huyền cũng tỏa sáng trói lọi chẳng qua quách thị có mang trước khi được lâm nguyền tặng búp bê hay lâm nguyền tặng búp bê rồi quách thị mới hoài thai chẳng ai biết được cả đã từng chết rồi sống lại nên lâm di không thể bài xích hoàn toàn những chuyện quỷ thần này nhưng dựa vào một con búp bê là có thể mang thai thì còn khó tin hơn cả điền thị giả bồ tát trần thị cười tít mắt nhìn lâm di người xưa thường có câu nhà có chuyện vui sẽ giải trừ được vận xui nói không chừng lần này nhị đệ muội mang thai quận vương phi cũng có thể gặp may lâm di nhìn quách thị cũng bật cười cũng hy vọng ta có thể hưởng lây phúc khí từ nhị tàu. trần thị và quách thị ngồi thêm một lúc thì xin cáo từ quách thị đi được một quãng thì bỗng nhớ tới một chuyện trở lại nói Tiểu thập Ngũ nhà Thật Thúc phụ muốn dẫn chính thế sang thăm phụ thân và mẫu thân. Quan hệ họ hàng của Tôn Thất trước giờ luôn khiến người ta đau đầu. Như biết được Lâm Di nghĩ gì, Quách thị mím cười giải thích, bên Thật Thúc phụ thường xuyên qua lại với nhà chúng ta, mấy năm qua Thật Thúc phụ giận thập Ngũ, thường xuyên không khỏe nên ít sang chơi. Nói tới đây, Quách thị thoáng ngập ngừng, do thập Ngũ kiên quyết bỏ vợ tái giá, mà nàng dâu mới lại từng bị chồng bỏ thảo nào trưởng bối trong nhà lại tức tới mức độ bệnh. Quách thị nói tiếp, muội biết rồi thì để trong lòng thôi. Nói cho nàng biết sớm để nàng còn biết mà cư xử, tôn thất nhiêu khi phép tắc, nhất là trong chuyện cưới vợ gà chồng cho con cái. Tân nương như thế gà vào rất khó được trưởng bối chấp nhận, nàng cũng là nàng dâu mới, hiển nhiên phải giữ khoảng cách với người như vậy. Quách thị đang mang thai mà vẫn cất công đến thăm bệnh, cuối cùng còn không quên nhắc nàng. Lâm Di nhẹ gật đầu. Quách thị cười bảo, "Muội nghỉ ngơi đi, ta về đây. Hôm Tết Trung Nguyên có gì cần ta giúp một tay cứ nói, ta sẽ tới sớm." Đưa Tiến chân thị và Quách thị xong, Lâm Di mới trở về buồng nghỉ ngơi. Sau khi ngủ thêm nửa canh giờ, nàng ngồi dậy uống trà rồi đọc sách, cùng mama hỏi thăm được vài tin tức nên vào phòng kể lại hạ nhân do đại thái thái dẫn tới nói rằng bên tôn thất doanh đang bàn tán dần dần chuyện triều đình sắp hoạch toán số đất đai các tôn thất và huân quý sở hữu. Hạch toán là quá trình quan sát đo tường tính toán ghi chép các hoạt động kinh tế để giảm sát và quản lý các hoạt động đó một cách chặt chẽ, tránh tham nhũng. Hạch toán đất đai của tôn thất, cớ gì lại liên quan đến cả trần gia? Lâm di dặn, ma ma dặn hạ nhân cưu ý một chút hễ bên tôn thất doanh có tin tức gì thì phải lập tức báo cho chúng ta hay. Tin tức thăm dò được từ bên đó chắc chắn không thể sai. Cũng ma ma gật đầu, quận Vương Phi yên tâm nghỉ ngơi, mấy chuyện này cứ giao cho nô tỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 188, Tham Viếng. Lâm Di đọc sách một lúc đã thấy đầu váng mắt hoa đành phải buông sách xuống, bảo quất hồng mang hộp gỗ chu thập cửu tặng mình tới đây rồi tự tay lấy cây châm trong họp ra để dùng bên trong nhị tiến viện vô cùng yên tĩnh chu đại thái thái chân thị sai người chuẩn bị xe ngựa rồi thấp thỏm đi tới cạnh chu lão phu nhân nói nhìn dáng vẻ của quận vương phi có khi nào là đang mang thai không à lúc thị mang thai cũng hay bị lạnh với đau đầu giống vậy chu lão phu nhân lắc đầu trần thị tinh thông y lý hơn ai hết nếu mang thì làm sao có thể uống mấy thứ thuốc kia chứ? Trần Thị thở phào, Tết Trung Nguyên còn gọi là lễ báo hiểu, là thời gian tưởng niệm tổ tiên, bày tỏ lòng hiểu thảo, ngay cả trong cung cũng chỉ xem mấy tuồng kịch như Tam Nương dạy con, song điều lão, hay trạng nguyên bảo mẫu, thôi. Thị muốn xem tới lúc đó quận Vương Phi làm sao đối mặt với các trưởng bối trong dòng họ đây. Miễn là không phải có tin vui, Trần Thị sẽ không chạy thoát. Lâm Di uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng mơ thấy mình chơi đá cầu với Vân Tỷ, hàng xóm lúc nàng còn ở Phúc Ninh, cả hai chơi đến nhễ nhại mồ hôi. Nghe tiểu tiêu thị cho người tới gọi trở về uống nước ô mai, cả hai liền nhanh chóng chạy vào sành. Nhà hoàn bưng nước ô mai tới, chưa kịp uống lâm di bỗng bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, lập tức cảm giác được bên cạnh có người, ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Chu Thấp Cửu. Lâm Di khẽ giật mình, vội vàng dùng khăn che miệng mũi, giờ gì rồi? Tới giờ quận vương gia tan làm rồi ư? Vừa nói, nàng vừa định đứng dậy. Chu Thập Cửu đưa tay giữ nàng nằm lại xuống giường, không phải em ngủ quên đâu, là ta trở về sớm. Lâm Di nói, nhà bếp chuẩn bị sẵn cơm nước hết rồi. Nàng chưa nói hết câu, Chu Thập Cửu đã ngắt ngang, vừa rồi em mơ thấy gì vậy? Chán ướt mồ hôi này, Lâm Di nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, không khỏi cười nói, sắp được uống nước ô mai hoa quế thì lại tỉnh mất rồi. Chu thập cửu gọi quất hồng, bảo nhà bếp pha nước ô mai hoa quế. Nghe vậy quất hồng liền phóng ra khỏi cửa như một làn khói. Chẳng rõ có phải vì để bình phong mở hay không mà lâm di bỗng thấy lạnh, bất giác quấn chặt chăn mềm hơn sao nàng lại mơ thấy được uống nước ô mai hoa quế ướp lạnh nhi. Giờ hẳn vân tỷ cũng đã lập gia đình, thuở ấu thơ không buồn không co đã qua thì sẽ không thể quay lại, nàng muốn chơi đùa thỏa thích cũng chỉ có thể ở trong mơ mà thôi. Chu thập cửu ngồi tựa bên cạnh lâm di. Lâm di dùng dao xa che mặt lại bị chu thập cửu lấy đi. Nàng giật khăn lại, trong phủ rất nhiều người ngã bệnh, ngày nào quận vương gia cũng phải vào cung, ngộ nhỡ bị lây bệnh thì sao, chưa kể sắp tới Tết Trung Nguyên rồi. Nàng uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ. Em yên tâm, Chu thập cửu cười nói, mỗi năm người bên cạnh ta ngã bệnh không hề ít, vậy mà ta cũng đâu bị lây. Đã không ăn cơm chung, ngủ chung rồi, còn muốn xa cách tới mức nào nữa. Chu thập cửu đã dành thời gian về sớm, lâm di nhân tiện hỏi luôn, hộp gỗ mà quận vương gia tặng ta ở đâu ra thể. Làm sao Chu thập cửu lại biết nàng có thể mở khóa khổng minh cộng lấy được từ thuyền buôn lén lút ra khơi giao dịch với nước Uy, Uy là tên cổ của Nhật Bản khi còn là chư hầu của Trung Quốc. Trước thời Tiền Triều, buôn bán trên biển vốn vô cùng tấp nập, có vài đại gia tộc nhờ đó mà gầy dựng nên cơ nghiệp. Các vùng như tuyển Châu từng là cảng tụ tập của thương nhân từ các nước khác. Đến thời Tiền Triều thì bắt đầu cảm thông thường biển, những gia tộc từng kiếm sống nhờ mậu dịch hàng hải, đành bất chấp nguy hiểm lén lút ra khơi. Quy mô âm thầm bành trướng. Sau khi bị quan phủ để mắt bắt chặn, bọn họ dứt khoát cắm rùi trên các đảo nhỏ ngoài xa, công khai chống đối quan phủ, trở thành hải tặc. Khi tiền triều bị tiêu diệt, hải tặc từng quấy phá chế độ mới một trận, bây giờ còn cấu kết với dọc qua thuyền buôn lén lút ra biển trong lời chu thập cửu hẳn là chỉ mấy người này. Đương nhiên không phải từ thuyền của hải tặc, chu thập cửu phủ định suy nghĩ của nàng là thuyền buôn nhỏ lẽ thôi. Mấy năm qua triều đình cũng chẳng quá nghiêm khắc với việc đi lại bằng đường biển, vì vậy người dân cũng bắt đầu có kẻ thử thăm dò đánh thuyền ra biển buôn bán. Lần này triều đình phải thuyền đi xứ đến các quốc gia lân cận, ngoài mặt tuyên bố là vì được bọn họ xong thật ra thuyền ra khơi đều dẫn theo một vài thương nhân. Mục đích của Hoàng thượng là muốn mở rộng mậu dịch, từ từ xóa bỏ luật cấm biển. Lâm gì hơi cúi đầu, quận vương gia nhìn thấy vật trong hộp nên mới ủng hộ hủy lệnh cấm biển ánh mắt chu thập cửu bỗng trở nên xa xăm, phần nào thôi. Tuy cuộc cải có sức hấp dẫn, nhưng thử thật sự khiến người khác tò mò chính là khởi nguồn của những vật kia. Lãnh thổ đại chu ta rộng lớn như vậy, vậy mà lại không bằng nước uy nhỏ bé chiến tranh liên tục. Kiến thức của quan quân chúng ta cũng không bằng các thương nhân lén lút hoạt động, tuy cảm biến, nhưng hải tặc vẫn có thể chờ đồ đạc của đại chu ra nước ngoài buôn bán, trong khi đó ở triều đại chu mà cất giữ đồ của nước ngoài sẽ dẫn đến họa sát thân. Nếu chúng ta cứ một mực mắt điếc tay ngơ với thế giới bên ngoài, chưa biết chừng về sau sẽ phải hối hận. Bình Pháp có nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cầm biển, cấm qua lại với nước ngoài, cũng như tự động nhắm mắt không chịu nhìn người khác, chính là tự hủy cơ hội đánh giá mình tốt hay xấu. Chu Thập Cửu nói, không biết người cũng chẳng biết mình thì đánh trận nào cũng nguy ngập trăm phần. Bây giờ thủy quân không bằng người ta còn có thể cấm biển cố thủ, nhưng tương lai e rằng ngay cả cơ hội tựa chọn chúng ta cũng không có, bởi vì nước yêu làm gì có quyền đó. Lâm Di quay đầu nhìn chiếc hộp trên bàn thấp, quốc trước nàng chưa từng nghe nói về những thứ này, chỉ hai ngày nay mới bắt đầu xem một số thư tịch liên quan. Nếu như đây là vấn đề triều thần đang tranh luận này, ừ. Vậy về mặt này nàng cảm thấy Chu Thập Cửu nói đúng. Chương 189, khuyên nhủ. Quận Vương gia nhất định đã nghe những người kia kể không ít chuyên bên ngoài. Lâm Di hỏi, ngoại trừ những đồ vật tinh xảo này, ở ngoài còn gì khác nữa? Người nơi xa thật xa bên kia biển đi thuyền rất lâu mới phát hiện triều đại chu của ta. Lâm Di nghĩ đến những lời đồn mình nghe được lúc còn ở Phúc Ninh, nghe nói dáng vóc của họ rất lạ, chắc họ nhìn chúng ta cũng thấy quái nhỉ. Chu thập cửu dém chặt chăn cho Lâm Di hơn, ngay cả những người thường ra biển gặp cũng bị giật mình đầy. Xem ra những thương nhân kia đã nói cho Chu thập cửu nghe không ít. Mắt xanh lam, tóc vàng, mặt đầy lông tơ, nghe cách nói của Chu thập cửu, sao lại giống yêu ma quỷ quái vậy nhỉ? Uống hết chén thuốc đắng ngắt, Lâm Di nằm xuống lại. Nhìn Lâm Di ngủ rồi, Chu thập cửu mới đi sang thư phòng chừng một canh giờ sau, trong phủ có khách đến thăm. Theo lời dặn dò trước đó của Lâm Di, Quất Hồng mang trà nóng đến thư phòng rồi rón rén đóng cửa lại ra ngoài. Cùng y mơ ma sắp xếp xong xuôi cũng vào nhà hầu hạ Lâm Di. Lâm Di ngủ một chốc lại mở mắt ra, cổ vẫn khô nóng, đầu nặng trịch như bị bao cát đè lên, làm thế nào cũng không ngừng đầu lên được. Cùng Mama đưa trà nóng cho nàng uống. Bên chỗ quận vương ra thế nào rồi? Lâm Di khàn giọng hỏi. Vẫn đang nói chuyện, cùng Mama thoáng ngập ngừng. Lần đầu tiên quận vương gia mời người ngoài vào phủ bàn bạc chính sự đầy à. Đây cũng là thay đổi đầu tiên sau lần nói chuyện thẳng thắn giữa hai vợ chồng họ. Trước đó nàng chẳng bao giờ gặp phụ tá của Chu Thập Cửu, những người đó đều được sắp xếp sống tại thôn trang ở ngoại ô Kinh Thành. Tuy thôn trang kia cũng do Lâm Di quản lý, nhưng Chu Thập Cửu chưa từng đề cập tới chuyện ở thôn trang. Lâm Di trả chén trả lại cho cùng Mama. Đã mấy ngày Mama không rời phủ rồi. Trở về nghỉ ngơi đi, để Quất Hồng và Linh Lung ngủ bên ngoài canh đủ rồi. Gia đình cùng Mama ở trong mõ rong thủ. Trong nhà có con gái và cháu trai nhỏ nên mỗi tháng bà đều về đấy vài lần. Thêm một hai ngày có là gì? Quận Vương Phi đang bệnh, làm sao nô tỳ có thể yên tâm rời phủ được? Lâm Di gật đầu nằm xuống, bấy giờ cũng Mama mới bưng đèn ra khỏi phòng nhà chính trở nên im ắng, trong thư phòng tại rộn ràng tiếng của phùng tử anh, chỉ cần thuyền buôn đi một chuyến trở về là đủ, tới lúc đó xem mấy lão già tự cho mình thông thái kia còn nói được gì nữa. Những năm qua hải ngoại thay đổi cực nhiều, đồ đạc mang về từ đó đủ khiến đám người kia mở rộng tầm mắt. Ta thật sự không rõ cấm biển có gì tốt, đúng là một đám thiền cận, chưa từng thấy cảnh bến cảng tấp nập là thế nào. Chu thập cửu đặt bút trong tay xuống, nói cử như người đã nhìn thấy rồi vậy. Ta chưa từng nhìn thấy, nhưng đồ thuyền buôn mang về thật sự quá tốt. Phùng tử anh ngồi xuống uống trà, lão thái gia nhà ta tức đến xì khói, cấm ta dâng sớ lên nhưng ta lại không chịu. Ông già còn hù sẽ ném nghịch tử là ta lên đầu thuyền hứng đại pháo cho bớt kiêu ngạo. Hừ, nếu triều đình thật sự thành lập thủy quân, đương nhiên ta sẽ sung phong được đi ngay, chỉ sợ tới lúc đó ông già lại không nữa. Phùng gia xuất thân võ tướng, phụ thân Phùng Tử Anh từng thống lĩnh thủy quân. Cho nên đối với thực lực hiện giờ của thủy quân triều đại Chu, cha con Phùng gia không có tí ti niềm tin. Chu thập Cửu lặng thinh, Phùng Tử Anh thăm dò hỏi, quận vương gia có tâm sự ư? Lúc y và Khang quận vương quen biết nhau, Khang quận vương vẫn chưa khôi phục tước vị, song chỉ sau một lần trò chuyện y đã hoàn toàn phục con người này, hễ có việc là tìm Khang quận vương thương lượng bây giờ càng giống thuộc hạ thiên lôi sai đầu đánh đó hơn. Chu thập cửu đứng lên, cùng phùng tử anh bày cờ ra, sau này nếu ta kẹt trong cung không tiện xoay sở, cậu hãy báo tin về cho quận Vương Phi biết. Phùng tử anh thoáng giật mình, chuyện này. Quận Vương Phi, dẫu gì cũng nữ giới, sao có thể để nữ giới biết về chính sự chứ? Chu thập cửu nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc trên mặt phùng tử anh, ai nghe xong đều sẽ như thể cả. Lúc trước chàng cũng không có ý định nói cho Lâm Di biết, nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, chàng không ngại thử một lần xem sao. Cực kỳ hiếm thấy ai có tâm tư tinh tế khéo léo như nàng, luôn chu toàn cấp bậc lễ nghĩa khi ở trước mặt người khác, toàn tâm toàn ý giúp đỡ chàng trong mọi chuyện. Sau khi biết được chân tướng của vụ án nhà họ nhân, ở trước mặt người trần gia nàng không hề nói gì, song lại thẳng thắn nói hết suy nghĩ trong lòng với chàng trực tiếp vạch ra vấn đề giữa hai người nàng thật sự lo lắng cho cái nhà này nếu không đã chẳng có thái độ như vậy với chàng một cô gái nhỏ mà có thể làm được đến bước này làm sao chàng có thể vẫn không may mày thay đổi chứ ý của lâm di đã rõ không thể rõ hơn nếu thật sự chỉ muốn tìm một người phụ nữ có khả năng quản lý tốt chuyện trong nhà chàng đã chẳng hao công tốn sức nhường ấy để tìm cách cưới nàng và không chỉ có mình trần gia có thể giúp được chàng nếu như không thể thổ lộ tâm tình với nhau, vậy bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và thể xác. Từ trước đến giờ đều là chàng tính toán đầu đuôi, thôi thì cứ giao cho nàng một lần đi vậy. Hôm nay Lâm Di dậy cực sớm, tự tay giúp Chu Thập Cửu thay quần áo rồi hai vợ chồng cùng dùng bữa sáng, sau đó Chu Thập Cửu mới rời phủ đến nha môn. Ngủ suốt hai ngày nên Lâm Di tươi tỉnh hơn hẳn, nàng lấy đai lưng đang thêu giờ cho Chu Thập Cửu ra tiếp tục. Chưa tới một canh giờ sau thì trời sáng hẳn, cùng mama dẫn con dâu đến hầu hạ. Cùng nhị tức phụ muốn trải cho lâm di búi tóc thiện nguyệt, cho nên thả mái tóc dài đen nhánh của nàng ra, cầm lược thấm dầu hoa quế rồi chậm rãi trải, nô tỉ ra ngoài hỏi thăm được rồi, là mấy thôn trang chúng ta mua được từ tay tôn thất là. Chính là những thôn trang chu vĩnh xương trăm phương nghìn kế muốn đòi lại lần trước. Bên tôn thất doanh đang có ý định thu hồi đất đai trang viên, nghe nói là đất của ca ca kính quận vương, tọa lạc ở huyện Phù Thành tỉnh Sơn Đông. Hơn 10 năm trước ở đó bị nạn châu chấu và hạn hán suốt 3 năm tiền, tôn thất đã thừa cơ buộc Hà Gia mua đất của mình, bây giờ Hà Gia đang dùng mảnh đất đó trồng cây ăn quả. Hai năm nay mật đào ở huyện Phù Thành rất nổi tiếng. Ca ca của kính quận vương nàng nặc đói mua lại số đất kia, nghe nói đã tìm người ở Sơn Đông tới Hà Gia dàn xếp xong xuôi rồi nhưng không vì sao mà Hà Gia lại đột nhiên không chịu bán nữa, còn đòi vào kinh tố cáo. Kính quận vương cho người đi hỏi thăm mới biết được, thì ra Hà Gia vừa nghe nói về án xử giữa nhà họ Cát và Chu Vĩnh Sương lần trước. Tôn thất ép thường dẫn mua bán đất đai là chuyện thường như cơm bữa, vụ Chu Vĩnh Sương chỉ vừa xảy ra mà thoáng cai đã chuyển đến nơi xa xôi như Sơn Đông rồi. Nếu nói chuyện này không có ai sắp đặt, vậy thì quá trùng hợp kể tiếp thế nào Lâm Di cũng đoán được gần hết, bởi vì đường tỷ của chân thị là mẫu thân của Chu Vĩnh Sương, vì sao cả nhà Chu Vĩnh Sương bị đẩy đi xung quân, chân thì đương nhiên rõ ràng hơn ai hết. Khi kinh quận vương ra mặt hỏi chân thị đầu đuôi câu chuyện thế nào, ai ngờ, ở trước mặt tất cả trưởng bối, chân thị lại nói mấy lời bênh vực nàng. Khiến trưởng bối cảm thấy cháu dâu là nàng nắm chặt nhà thúc thầm của phu quân tới mức chẳng ai dám nói xấu nàng và trần ra nửa lời nhà mẹ nàng chỉ là huân quý mà đã làm chân thị sợ đến như vậy, người bên tôn thất thoáng tưởng tượng liền thấy tức giận bất bình. Nàng là dâu con mới gả vào, đã không thể hoài thai con nổi dòng như lâm huyền thì thôi, giờ không có được cả danh hiếu hiển với nhà thúc thẩm chỉ mới tí tuổi, có tài đức gì mà đòi quản cả phủ khang quận vương chứ. Nghe con dâu nói thế, cùng mama không khỏi nhíu mày, đây rõ ràng là trợn mắt nói láo mà lúc vụ án kia xảy ra, quận Vương Phi chúng ta còn chưa gả vào đây, một tiểu thư chưa xuất giá có thể làm được gì hả? Nhưng bây giờ nàng đã gả vào rồi, chuyện khi đó Chu Thập Cửu cũng có nhúng tay, thành ra giống như Trần Gia dựa vào Chu Thập Cửu giúp cát ra vậy. Nhắc tới chuyện này, Lâm Di cũng chẳng buồn đào sâu, chỉ dặn nhà cùng Mama lưu ý hỏi thăm nhiều tin tức hơn. Cùng Mama trải tóc cho Lâm Di thì lui xuống, Bạch Thược bước vào báo nhân ngữ thu tiên sinh đến thăm quận Vương Phi à? Sao nhân tiên sinh lại biết nàng bệnh nhi? Lâm Di vội vàng bảo Quất Hồng lấy bộ y phục gấm để thay rồi ra ngoài đón nhân ngữ thu. Nhân ngữ thu nhìn thấy Lâm Di, lập tức đưa tay khép kín áo choàng trên người Lâm Di lại. Bệnh thế nào rồi? Sao lại chạy ra ngoài? Lâm Di cười nói, đã khá hơn nhiều rồi, còn đang định ngày mai đi thăm tiên sinh đây. Khá đâu mà khá, họng khàn đặc thế kia. Nhân ngữ thu vừa nói vừa cùng Lâm Di vào phòng, bảo nha hoàn lấy gối tròn đến để mình bắt mạch cho Lâm Di. Nhân ra rơi vào cảnh rối ren như vậy, nhân ngữ thu tiên sinh chẳng những không trách nàng mà còn quan tâm nàng như thế, Lâm Di nghĩ tới lại thấy tê. Nhân ngữ thu ghi đơn thuốc rồi bảo nha hoàn đi sắc, người em yếu, không nên dùng thuốc quá mạnh, lần này khỏi bệnh hãy chú tâm điều trị một chút đi. Tiên sinh, Lâm Di nắm tay nhân ngữ thu, ta cho tiên sinh xem một vật. Lâm Di lấy ra một cái hộp chạm trổ hoa văn đưa cho nhân ngữ thu xem, khóa khổng minh cài hộp đã được hóa giải. Khi đẩy nắp hộp lên, bên trong sẽ để lộ một mặt gương nhỏ khảm bảo thạch to cỡ bàn tay. Mặt gương này sáng và rõ hơn bất kỳ chiếc nào bọn họ từng thấy. Đây là hàng hóa thương nhân mang về từ nước uy, Lâm Di thoáng dừng lại, tiên sinh, trước kia đều là phiên bang rình rập chúng ta, vậy mà đào mắt phiên bang lại có nhiều thứ chúng ta chưa từng gặp bao giờ nhân ngữ thu hơi nhướng mày chẳng phải tiên sinh luôn muốn tìm ra cách chữa bệnh đậu mùa sao nghe nói phiên bang có cách chữa chứng bệnh tương tự nhân ngữ thu chăm chú nhìn lâm di lâm di không hề né tránh ánh mắt của nhân ngữ thu tiên sinh từng nói nếu đã không thể thay đổi vậy hãy tìm cách thích ứng lệnh cấm biển có từ thời tiền triều nói không chừng bây giờ là lúc nên thay đổi nhân ngữ thu lặng thinh, mặt lạnh tanh, thật lâu sau mới hỏi, ca ca ta đã không còn đường lui đúng không? Chuyện này sớm muộn gì cũng bị nhân ngữ thu tiên sinh biết thôi. Bây giờ không chi mình nhân phụng trúc không còn đường tui, mà toàn bộ người nhân gia đều đang đứng trên lưỡi đảo. Nhân ngữ thu nhìn lâm di, bây giờ chỉ mình em chịu nói thật với ta. Sự đời thay đổi không ngừng, không ai có thể vĩnh viễn dùng lại ở quá khứ cả. Lâm Di gật đầu, nhân gia thật sự phải từ bỏ cuộc sống cánh đời của mình thôi, bằng không sẽ đầy toàn bộ gia tộc vào đường cùng. Nhân ngữ thu nói, bệnh của Hoàng hậu nương nương có chuyển biến tốt, ta đã đưa đơn thuốc cho Thái Y viện rồi, ngày mai ta sẽ thu xếp hành trang trở về Phúc Ninh ngay. Có thể thay đổi tình thể hay không đã không còn do Hoàng thượng nữa, mà phải xem nhân gia suy nghĩ thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 190, nghi ngờ hạ nhân trong phủ bọn họ bây giờ phần lớn là gia phó chuyển từ bên tôn thất doanh sang. Số còn lại không phải do người này tiến cử thì cũng do người kia gửi tới, liên tục làm chân chạy tin tức cho tôn thất doanh. Đã vậy, nàng làm sao có thể ngồi im chẳng tuyển lấy cho mình đến một người cơ chứ? Lâm Di đặt danh sách xuống bàn thấp, hôm nay ta thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn một chút, nên sẽ cùng mama điểm danh hạ nhân. Thần ma ma hơi nhách khóe môi, Trần Thị vẫn không yên tâm về số hạ nhân mới vào phủ, cho nên nóng lòng muốn ra mắt thị uy đây mà. Cùng mama đáp lại, nô tỳ đi sắp xếp ngay đây. Một lát sau, Lâm Di ngồi xuống ghế đặt dưới mái hiên, hạ nhân lần lượt đi vào, chốc lát sau trước sân đã đầy ắp người. Cùng mama đích thân cầm danh sách điểm danh. Lâm Di ngồi thẳng lưng đánh giá từng người một, phàm là hạ nhân hầu hạ trong Tôn thất thì đều đã học tập phép tắc đầy đủ cho nên ai cũng nghiêm túc đúng mực, không giống mấy tiểu nha hoàn từ tay mối lái, lúc mới vào cứ âm thầm nhìn đông ngó tây liên tục. Không khác lắm với những gì nàng nhớ được, ba quản sự đều có thư tiến cử, bốn bà tử cũng nhờ thông qua quản sự trong phủ mà vào. Lâm Di im lặng ngồi uống trà, lắng nghe cùng mama giảng giải những việc cần chuẩn bị cho Tết Trung Nguyên. Hôm nay chỉ có hạ nhân mới vào phủ được gọi tới đây. Cùng Mama thay Lâm Di nói rõ quy định, mặc kệ lúc trước là người của nhà nào. Nếu đã vào đây thì phải toàn tâm toàn ý làm việc cho Phủ Khang quận Vương. Tức là phải nghe theo lời của quận Vương Phi. Thân Mama bình thản đứng nghe, mí mắt không chút động đậy. Đến Lâm Di đặt chén trả xong tay xuống, bắt đầu cất lời thì thân Mama mới căng thần kinh chăm chú lắng nghe. Mọi người ở đây đều cầm thư tiến cử mở vào, tất nhiên hiểu rõ phép tắc trong phủ ta. Hễ làm loạn đều sẽ bị xử theo quy chế, không có ngoại lệ. Tất cả vội vàng hô không dám. Lâm Di nói tiếp, nội phủ được bình yên hay không đều do các ngươi, lúc trước các ngươi ở ngoài thế nào ta không quan tâm, chỉ cần từ nay về sau tuân theo quy tắc của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, bằng không ta nhất định sẽ tra tới cùng, đến lúc đó đừng trách vì sao ta không nể tình. Giọng nàng đều đều không cao không thấp nhưng lại khiến người ta nghe mà kính sợ tất cả lại biểu hiện quyết tâm bấy giờ lâm di mới cho họ lui xuống sau đó thân ma ma trở về tam tiến viện thuật lại lời lâm di nói cho chu lão phu nhân nghe chu lão phu nhân đang chơi bài lá với tiểu nha hoàn nghe xong mới từ tôn nói thế thì dặn bọn chúng hãy làm tốt trách nhiệm được giao không ai được phép qua loa câu này của bà ta không phải nói cho hạ nhân nghe mà để bọn hạ nhân thuật lại cho chủ nhân sau lưng của bọn họ nghe. Trần Thị quả nhiên thẳng thắn, hành sự không hề lấp liếm. Hôm sau, Chu Đại Thái Thái Trần Thị tới thăm Chu Lão Thái gia và Chu Lão Phu nhân từ rất sớm, hăm hờ kể lại mình đã chuẩn bị hoa đèn đón Tết Trung Nguyên ở nhà cũ đến đâu rồi. Thị cười nói: Hoa đăng năm nay đẹp hơn hẳn những năm trước đấy hả? À? Con mới chọn được mấy cái rất đặc sắc, cho nên mang ngay sang cho mẫu thân xem thử lát nữa cũng cho quận vương phi chọn một ít nếu phủ quận vương cần thì con sẽ cho người làm nhiều một chút chu lão phu nhân gật đầu sai người đưa sang nhị tiến viện cho lâm di xem khi trong phòng không còn ai khác chu lão phu nhân uống một hộp trà rồi nhìn chân thị gần đây nguyễn cảnh thế nào sao không thấy nó sang đây nữa nghe nhắc tới phu quân chân thị liền cười tâu toét từ lúc tin lão gia sắp nhập sĩ truyền ra ngoài không ít người làm tiệc chiêu đãi như một cách chúc mừng vừa hay thị muốn mở cửa hàng tơ lụa cho nên để lão gia nhân cơ hội hỏi thăm thử xem sau khi mở tiệm sẽ có bao nhiêu người tới ủng hộ chu lão phu nhân nói bảo nguyễn cảnh bớt phóng túng lại một chút trần thị lập tức thôi cười mẫu thân yên tâm tổn thất nhập sĩ đâu phải chuyện gì hiếm lạ chúng con nào dám tùy tiện đều nghe theo người hết trước đó vì từng xảy ra tranh cãi với chu lão phu nhân vì chuyện lão gia nhập sĩ những ngày qua chân thị phụng dưỡng mẹ chồng rất cẩn thận sợ về sau chu lão phu nhân không thèm lo cho bọn họ nữa cho nên hoàn toàn là nói gì nghe nấy trước mặt chu lão phu nhân mấy ngày nay lão ra nghe lời mẫu thân gian dậy ít uống hơn hẳn hành xử cũng chững chạc hơn nhiều chu lão phu nhân lặng thinh ở trước mặt bà ta nói nghe xuôi tại thật nhưng con trai mình mình còn không hiểu sao tính nết đã được nuôi dưỡng chừng ấy năm làm gì có khả năng thay đổi trong một sớm một chiều được Trần Thị ngồi với Chu lão phu nhân thêm lát nữa rồi tới nhà bếp thu xếp cơm nước. Trần Thị đi tới dưới hiên, Thành bà tử đã chờ sẵn ở đó cúi chào. Trần Thị nói, "Đứng lên đi." Thành bà tử vội vàng kể lại chuyện hôm nay cho Trần Thị nghe. Thái thái không thấy đó thôi, dáng điệu của quận vương phi trông đáng sợ lắm, thật sự khiến bọn nô tỳ chẳng dám lơ là. "Thế thì sao?" Trần Thị cười khẩy, cũng chỉ ra vẻ thôi. Tiểu cô nương mười mấy tuổi học đòi lập uy, có nói gì cũng chỉ khiến người nghe tức cười. Cái gì mà không nể tình, Trần Thị với hạ nhân mới vào phủ có tình cảm gì mà nể với chẳng không nể chứ. Thành bà Tử kể tiếp, hôm nay có tiên sinh nhà họ nhân đến phủ, nô tỳ vừa vặn ở bên ngoài nghe cùng mama xếp việc trong lúc quận Vương Phi nói chuyện với khách, cho nên nghe được chút ít. Theo ý của quận Vương Phi thì hình như công tử nhà họ nhân đã hết đường cứu, nhân tiên sinh còn vì vậy mà khóc một trận khó khăn lắm quận vương phi mới khuyên nhủ được công tử nhân gia chỉ theo thuyền buôn ra biển thôi mà hết đường cứu cái gì quận vương gia nhất định biết được ẩn tình trong chuyện này vì vậy trần thị mới nhắc nhân gia lúc còn ở nhà cũ miệng khang quận vương kín như hũ nút bây giờ thì cái gì cũng nói cho trần thị biết phải biết rằng đàn bà chỉ giỏi làm hư chuyện bằng không đã chẳng có tiền lệ nội trạch không được tham gia chính dư nhất là loại tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng như trần thị ngoài mặt trông như thông minh nhưng thật ra không đảm đương nói chuyện lớn hoàng thượng vẫn chưa hạ lệnh trị tội nhân gia mà bên ngoài đã dùng beng như vậy thể diện của hoàng thất xem như bị bôi đen thui rồi nghĩ tới đây Trần lập tức lên tinh thần trần thị nóng lòng muốn cứu nhân gia nên không cân nhắc kỹ khả năng bị nhân gia liên lụy trần thị sai người lấy 10 lượng bạc thường cho thành bà tử thành bà từ cười tít mắt lui xuống trần thị phe phẩy khăn đi ra ngoài lòng phơi phới nên bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn thảo nào người nhân gia lại hấp tấp rời kinh như vậy hóa ra đây là lý do trong lúc lâm di vội vàng chuẩn bị cho tết trung nguyên sức khỏe lão thái thái chi trường trần gia cũng khá hơn một chút bấy giờ tiểu tiêu thị mới dám nói cho bà biết lâm di bị bệnh nên mấy ngày qua không đến lão thái thái chi trưởng nghe xong thì vô cùng đau lòng sai người đưa không ít thuốc bổ sang cho lâm di châu lang huyên và tề tam tiểu thư tới chơi vừa hay nhìn thấy tề tam tiểu thư cười nói hai bà cháu lo lắng cho nhau như vậy đúng là khiến người ta phải ghen tị mẹ chồng của tề tam tiểu thư cưng con dâu đã sớm giao quyền quản gia cho nàng khi ở ngoài cũng luôn miệng khen ngợi con dâu nhà mình Lúc sang kể cho Lâm Di nghe việc mình được giao quyền tề tam tiểu thư cười nhìn nàng, đều nhờ muội khuyên ta cả. Ban đầu mẹ chồng lạnh mặt xa cách, tề tam tiểu thư vẫn mỗi ngày kề cận hầu hạ, kiên nhẫn lấy lòng, mỗi lần mẹ chồng bệnh nàng đều dọn vào phòng bà ngủ hầu bệnh, cứ như thể cuối cùng nàng cũng khiến mẹ chồng động lòng. Nhớ lại những ngày tháng nhọc nhằn khi trước rồi so với bây giờ, tề tam tiểu thư cười cảm kích nhìn Lâm Di châu lang huyên nhớ tới chuyện của nhân gia nhân tiên sinh trở về phúc ninh rồi à lâm di gật đầu nhân phụng trúc tạm thời phải ở lại trong kinh nên nhân tiên sinh đã tìm tiêu cục hộ tống mình trở về phúc ninh thấy trong phòng không còn ai khác châu lang huyên nhỏ giọng hỏi bên ngoài người ta nói tình hình rất xấu chắc muội cũng đã biết lâm di cũng có nghe được một chút châu lang huyên căn dặn muội cẩn thận một chút đừng để bị liên lụy cứ tưởng đã gió êm biển lặng ai ngờ lại nổi sóng nữa. Lâm Di mỉm cười, Châu Tỷ Tỷ yên tâm, có một số chuyện bây giờ vẫn chưa tiện nói cho Châu Lang Huyên biết, chờ thêm mấy ngày nữa mọi người sẽ rõ thôi. Châu Lang Huyên thở phào, ta cứ canh cánh lo nghĩ cho muội mãi mấy ngày qua, sợ muội bị thiệt. Lâm Di nhìn Châu Lang Huyên, cười khẽ, Tỷ Tỷ mà không lo cho ta, người ngoài có chỉ trích ta, ta cũng không biết đấy. Tề Tam tiểu thư cười nói, buồn nôn chưa kìa mắc ngượng dùm hai người đấy mấy ngày nay lâm di bị ho cho nên có sai nhà bếp làm thuốc mà mỗi khi trời trời tề trọng hiên cũng không thể rời khỏi thuốc ho vì vậy châu lang huyên muốn tới nhà bếp xem thử thuốc do sư phụ muội bảo chí không chừng khác với thuốc do chúng ta làm ta phải nhìn kỹ một chút lâm di cười bảo quất hồng dẫn đường quất hồng đưa châu lạng huyên ra ngoài tề tam tiểu thư nhân đó kéo lâm di sang một bên rốt cuộc muội có hiểu đầu đuôi thế nào không vậy theo ta thấy muội sắp gây ra đại họa rồi đó ta nghe ca ca nói khi châu lang huyên trở lại vừa vặn nhìn thấy tề tam tiểu thư lôi kéo lâm di nói chuyện không rõ vì sao trong lòng lại có một cảm giác là lạ quế nhi nhìn châu lang huyên muốn nói gì đó rồi lại thôi song châu lang huyền quyết định xua đi cảm giác kia vén rèm lên bước vào nhìn lâm di bảo chép cho ta một bản đơn thuốc với lần này ta nhất định phải học kỹ làm cho tốt nghe vậy lâm di dứt khoát bỏ việc trong tay xuống cùng châu lang huyên đi tới nhà bếp giảng giải cho nàng ấy nghe ba người cười nói với nhau tận xế chiều mới chia tay lâm di đưa tiễn châu lang huyên và tề tam tiểu thư lên xe ngựa chờ xe hai người khuất bóng mới trở vào châu lang huyên ngồi trong xe vẻ mặt như đang suy tư gì đó bấy giờ quế nhi bên cạnh mới nói Nãi nãi có nhìn thấy túi thơm trên người quận vương phi không? Sao kiểu thêu hoa vàng của cái túi đó đó trông giống hoa lan thêu trên áo choàng xanh của nhị gia vậy nhỉ? Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, nhất định là Tam tiểu thư hay Ngũ tiểu thư được Lâm Di dạy, tay nghề thêu thùa của Lâm Di giỏi có tiếng mà. Quế nhi lại nói, nãi nãi đừng trách nô tỳ nhiều chuyện nhé, nhưng Tam tiểu thư có lời gì mà không thể nói trước mặt nãi nãi chứ? Cớ gì phải khăng khăng chờ nãi nãi vắng mặt mới? Nghe thế Châu Lang Huyên bèn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Quế Nhi. Quế Nhi cuống quýt cúi thấp đầu, nô tỳ lắm mồm rồi, về sau nô tỳ không dám nữa. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.